kiểm tra cân nặng trước khi tập. Hiện tại 66,1 cân, quá nặng luôn. Cái đợt mà mình còn rõ 6 múi thì loanh quanh ở tầm 60 cân thôi. Thì vào cái buổi tập thứ 3 này là mình chọn tập thân trên. Thì bài đầu tiên mình sẽ chọn là bài Dumbbell Incline Bench Press. Thì mức 20 cân này mình đang khởi động. Cái mức độ dốc ghế mình để hơi thấp, khoảng tầm 15 độ thôi. Và lưu ý nhá, những bạn nào mà muốn tập trung nhiều hơn vào những cái sợi cơ ngực mà ở cái phần phía trên ngực ấy, thì nên lựa chọn những biến thể nó có độ dốc đi lên. Và đã có rất nhiều nghiên cứu người ta chứng minh được là những cái bài đẩy tạ nghiêng như này sẽ giúp cho cái vùng trên ngực nó phát triển tốt hơn. Trong bài đầu tiên này mình tập 3 set với kiểu tập là reverse pyramid. Có nghĩa là cái set đầu tiên mình sẽ tập với khoảng rep là từ 7 đến 9. Set thứ 2 là từ 9 đến 11. Set thứ 3 là từ 11 đến 13. Sau mỗi một set mình lại giảm đi 5% khối lượng tạ. Thực chất đây vẫn là trong giai đoạn mình hồi phục, thế nên mức tạ mình chọn nó tương đối là thấp. Mình chọn 28 cân ở khoảng rep từ 7 đến 9. Sau đó hạ xuống còn 26 và 24. Trong bài này đáng lẽ ra mình nên kê một cái tấm cao su ở dưới chân để cho phần đầu gối mình cao hơn một chút. Buổi sau mình sẽ cân nhắc là kê một miếng tạ hoặc miếng cao su dưới chân. Hai bài tiếp theo là mình chọn bài deep là bài Sarkep và bài Machine Row. Và trong cái bài deep này các bạn lưu ý nhé, để cho giữ được cái vùng thân trên nó được hoạt động tốt nhất ý, thì lại nguyên tắc tiếp theo là giữ vùng core và vùng chậu nó được ổn định. Thì một cái mẹo giống như bài lên xà là mình sẽ để cái phần đầu gối nó ra phía trước một chút và cảm giác được cơ bụng nó đang gồng để giữ ổn định cái vùng thân dưới. Và khi đẩy lên hết thường là mình sẽ khóa cùi chỏ. Trong cái biến thể kéo ngang tiếp theo, mình không muốn chọn những bài như dumbbell row nữa mà mình chuyển sang tập với máy. Tại vì sao? Tại vì mình muốn cơ thể mình nó được ổn định hơn và động tác ở những cái rep cuối cùng nó vẫn được giữ được cái form đấy. Và một lời khuyên là các bạn nên chọn những bài tập mà nó có thể giữ được ổn định trong suốt quá trình tập, nó không bị biến dạng form ở cái rep đầu và cái rep cuối. Như vậy mình dễ so sánh sức mạnh của mình nó có tăng lên không trong suốt quá trình tập. Và một cái lưu ý ở bài này, mình muốn tập trung nhiều hơn vào cơ sô hay là cơ lát. Vậy nên khi mình kéo, mình sẽ dừng cái phần cánh tay ở ngang thân người thôi. Mình không đi ra quá sâu. Và cái việc đi quá sâu mình sẽ dành cho cái biến thể tập trung hơn ở vùng upper back. Hai bài này mình luân phiên tập mỗi bài 3 set. Và tại sao mình chọn bài deep này? Thì thường những cái bài đẩy ngang ấy, khi mình nằm trên ghế thì phần bả vai, phần lưng của mình nó sẽ bị cố định, nó không được di chuyển tự do. Còn với những cái bài deep như này, cái phần lưng trên của mình và phần bả vai nó sẽ được di chuyển tự do hơn. Nó sẽ đạt được cái chuyển động protraction nhiều hơn. Nó sẽ tốt cho những nhóm cơ như là anterior serratus nhiều hơn. Ở hiệp cuối này mình bỏ tạ ra và thực hiện khoảng tầm 15 cái. Lúc đấy cũng khá là mệt rồi. Trong bài row các bạn lưu ý nhé, mình sẽ muốn là giữ cố định cái phần xương ức và cái phần cánh tay của mình khi đưa trước sẽ hơi với ra một chút. Mình không muốn giữ cho bả vai luôn luôn ở vị trí ép và ngửa sau. Lúc đấy nó sẽ làm hạn chế cái chuyển động của phần xương bả vai. Mà lúc này mình sẽ muốn bắt đầu với tư thế bả vai hơi ở tư thế protract và kéo về. Khi đẩy tay ra phía trước, mình muốn cái tay và bả vai ở đúng cái vị trí khi chúng ta bắt đầu, đấy là vị trí protract một chút. Ở bài tiếp theo mình sẽ tập nhóm cơ xô nhưng với biến thể là cái tay của mình sẽ vươn lên. Như lần này mình không vươn qua đầu như là những cái bài như lat pull down, và mình sẽ muốn nó ở trước mặt một góc tính từ đầu khoảng tầm 45 độ đến 60 độ. Thì ở cái góc này nó sẽ giúp chúng ta vào nhóm cơ xô nhiều hơn. Và một lưu ý nữa, tay của mình sẽ không kéo quá sâu mà chỉ kéo sát người thôi. Và đây là những cái kỹ thuật mình học được từ bên N1, một tổ chức có tên là N1 của ông coach có tên là Kasem. Các bạn nhìn so sánh kỹ thuật tập của cái biến thể này, thì ở biến thể bên phải mình để chân ở phía trước thì vùng hông của mình sẽ được giữ ổn định nó tốt hơn, và vùng cột sống của mình sẽ ở trạng thái hơi flexion một chút. Cái việc này giúp cho lồng ngực của mình được mở tốt hơn, từ đó cái bả vai sẽ được di chuyển tốt hơn ở trên cái lồng ngực đấy và nhóm cơ sẽ được tác động vào nhiều hơn. Bài tiếp theo là mình tập là bài đẩy vai bằng tạ đơn. Và mình cũng không dựa vào ghế, mình muốn cái chuyển động bả vai nó được di chuyển một cách tự do nhất. Việc dựa vào ghế nó sẽ cản trở cái chuyển động của bả vai khá là nhiều. Và các bạn thì nhìn thấy góc này, mình đưa cánh tay ra phía trước một góc khoảng tầm 30 đến 45 độ
thì đây nó chính là cái mặt phẳng của cái xương bả vai khi nằm trên lồng ngực của mình. Và ở cái góc tay này chúng ta sẽ có một chuyển động nó mượt mà nhất mà, và tránh được một số chấn thương không đáng có khi chúng ta đẩy vai. Ở hiệp cuối cái bài đẩy vai này mình áp dụng phương pháp là drop set, thì hạ từ mức tạ 14 cân, 12 cân và 10 cân. Và có một cái lưu ý để bạn biết rằng mình đã tập đến ngưỡng gần thất bại chưa hay thất bại chưa, đấy là chúng ta sẽ xem xét cái vận tốc di chuyển của cái chuyển động này. Thì càng về gần những set gần thất bại thì vận tốc của nó sẽ càng ngày càng chậm. Và khi vận tốc chậm nó đồng nghĩa việc là cái nhóm cơ của chúng ta nó tạo được nhiều áp lực hơn. Mình sẽ nói nhiều hơn cái vấn đề này ở những video khác. Bài tiếp theo là bài row. Như lần này mình cầm tay rộng, cùi trỏ đưa sang hai bên. Thì cái này nó sẽ giúp tập trung nhiều vào nhóm cơ lưng trên hơn, như mình đã nói ở cái video trước. Và lần này cái cùi trỏ mình sẽ đi sâu hết cỡ. Và các bạn có thể thấy mình không hề ép bả vai trước khi mình kéo, mà mình sẽ để cho cái bả vai nó di chuyển phối hợp một cách tự nhiên với cả cái xương cánh tay. Xương cánh tay, xương bả vai và xương đòn nó di chuyển phối hợp với nhau trong các cái chuyển động. Chúng ta kéo tay về sau hay là giơ tay lên phía trước hay là sang bên, thì cái phối hợp này người ta gọi là scapulohumeral rhythm. Và có thể mình đã chia sẻ trong một cái buổi trong một cái video khác mình nói rõ hơn về cái giải phẫu của vùng vai. Và mình khuyên các bạn không nên ép bả vai trước khi kéo. Cái việc này nó sẽ gây hại cho vai nhiều hơn và nó sẽ hạn chế cái việc phát triển cơ bắp. Ba bài cuối mình lại tập trung nhiều hơn vào nhóm cơ vai giữa, tay trước và tay sau. Mỗi bài này mình tập khoảng 2 set thôi. Và đến tầm này là đã được khoảng tầm 1 tiếng, hơn 1 tiếng một chút là tính cả thời gian khởi động. Thì mỗi buổi tập của mình sẽ chỉ kéo dài khoảng tầm 1 tiếng rưỡi thôi. Cái việc một buổi tập nó kéo dài bao nhiêu nó phụ thuộc rất nhiều vào cái lịch sinh hoạt cá nhân của mỗi người. Có người có thời gian ở phòng tập nhiều, có thể tập 2 đến 3 tiếng. Nhưng mình không có quá nhiều thời gian, mình tranh thủ đi tập được khoảng từ 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi thôi. Mình còn những công việc khác nữa. Thì có lẽ những cái vấn đề về thiết kế chương trình tập mình sẽ chia sẻ ở một cái video khác. Quay ở vị trí ngồi này mình mới thấy cái bụng của mình thật sự khủng khiếp rồi, quá nhiều mỡ, chưa giờ mình nhiều mỡ nhỉ. Và một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi cái video đến cuối cùng này. Và các bạn muốn ủng hộ mình hãy ấn nút đăng ký kênh để chờ những cái video mới nhất của mình nhé. Và một lần nữa xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở những cái video khác.